Xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Hôm nay em làm cái video này để giới thiệu với cả nhà về cái lô bông trang tím sen đột biến. Cái lô này thì cái bông nó nở ngay Tết luôn nha. Hiện tại thì cái cây mình nó rất là nhiều nụ bông luôn. Để em lấy cái hình cái cây bông nở để quay cho cả nhà xem nha. Đây cái hình đây. Đây là cái bông của nó nè. Cái màu của nó thì nó đậm và nó có hồng và có hơi trắng trắng ở đây. Thì cái loại này gọi là cái hồng phấn đột biến. Thì một cái cây như vậy thì nó có rất là nhiều nụ, nó tầm khoảng 14 cho đến 20 nụ trên một cây. Và cái thân của nó, đặc biệt là cái thân của nó một cốt rất là đẹp, và từ cái mặt chậu nó đi lên thì nó tầm khoảng 10 cm. Và cái thân nó thì nó cỡ như ngón tay út vậy đó. Nó thì nó dạng giống như là cây nấm gì đó, nó rất là đẹp luôn. Một cây như vậy thì là có giá là 80.000. Cái loại này thì là 10 cây Ngân mới có bao phí vận chuyển nha. Còn các bạn muốn lấy bao nhiêu cây thì là Ngân sẽ báo phí vận chuyển cho các bạn nha. Cái cây này thì bông nó nở ngay Tết rất là đẹp. Mình có thể trưng ở trên bàn nè. Rồi xong thì qua Tết mình có thể trồng ở trong cái chậu hoặc là trồng ở dưới đất, thì cây của mình nó sẽ rất là đẹp. Cái điều đặc biệt của cái loại trang này á, là nó không mình không có cần phải tưới phân thuốc để mà mình làm bông. Nó ra bông tự nhiên luôn, nó lên đọt là nó lên bông. Còn những cái loại khác thì là mình tưới phân thuốc thì bông nó mới ra nhiều một lúc. Còn cái loại này thì nó tự ra bông luôn, nên các bạn mua về cứ an tâm chăm sóc. Tại vì nhiều khi các bạn lo lắng là mua ở nhà vườn người ta biết cách chăm sóc thì người ta phân thuốc, rồi khi mà mình mua về thì bông nó sẽ ít. Nhưng mà cái loại này thì các bạn yên tâm nha. Cái cây này nó nở rất là đẹp luôn, để Ngân lấy cho các bạn coi nha. Đây, nó vô điện thoại thì cái màu bông nó hơi bị nhạt rồi, chứ ở ngoài thì cái bông nó rất là đẹp luôn. Cái lô này thì em có tầm khoảng gần 100 cây thôi, nên các bạn có đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại của em hoặc là cái số điện thoại Zalo ở trên màn hình. Nếu mà các bạn nào ở gần thì có thể đến trực tiếp ở nhà của em, là ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Các bạn cứ hỏi đường đi về nhà thờ Cái Mơn, tới đó rồi điện thoại em chỉ đường nha. Tại vì em cách nhà thờ Cái Mơn thì cũng tầm là 2 cây số thôi, đường rất là dễ đi. Cái này gọi là hồng phấn đột biến nha cả nhà. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh của Ngân nha, để tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngân á. Cảm ơn cả nhà trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ và đồng hành với Ngân nhé.